thể đối đầu với đối phương. Vladimir khá là hợp lý. Đây là một vị tướng nó phần nào đó về cái yếu tố, nghĩa là cái điều kiện thắng của con Vladimir này nó cũng giống như con Ganh Lăng, đó chính là pha một khoảng thời gian đầu và sau đó tăng thêm sức mạnh về sau. Nhưng cái vấn đề là con Ganh Lăng á thì nó sẽ bị tiếp cận ở khoảng thời gian về sau khá là mạnh mẽ. Nhưng nếu như Vladimir để có thể đi đường so với Ferran, nếu như làm tốt ở trong khoảng thời gian đầu, anh ta có thể không bị thua quá nhiều so với Điền đang làm gì đây. Họ cố gắng tìm cách phản công ngược trở lại một tình huống gồng quy, nhưng mà đâm không trúng vào người của Clit. Clit anh ta vẫn có thể lùi về được với cái độ cơ động đến từ một con quân công. Thậm chí bên phía của Abyss, họ đánh ngược trở lại với khe lao thẳng vào với biến ảnh của mình, và CC cực kỳ thông báo tốc biến lên. Đòn đánh chưa đủ, đã có được chiếc cầm đầu dành cho bên phía Vinland. Bây giờ thì DC cũng có mặt ở đây, khe cực kỳ thông báo và Viper có được màn hạ gục. Clit bị giữ chân với ràng buộc của đối phương và Clit cũng đang cực kỳ thông báo. Hang là người đứng ra che hôn gió và anh ta đang bị tấn công bởi hai thành viên của EDG. Anh ta nhập vào được Abyss và Abyss sẽ cố gắng nhiều người đồng đội của mình về, và bên phía của EDG không khai thác thêm được mạng hạ gục. 4-1 ở trong tình huống vừa rồi. Đường đến từ Senna tầm Ken nó sẽ vượt trội hơn so với Yumi và Ezreal của bên phía Fnatic. Một tình huống tấn công ra khu vực giữa, có một tình huống phản găng sẵn sàng để thể tấn công. Đó là Tarsus vũ động giữ chơi thành công, nhưng mà hôn gió chuẩn xác và Ken đang gặp rất nhiều hợp với anh ta biến đi được và tạm thời vẫn đang sinh tồn. Người thông báo là CC và đã phải nằm xuống. Clip quẩy khá gắt trong pha vừa rồi rồi. Và bây giờ thì bên phía của Fnatic có được lợi thế sau pha tấn công này. Hết quả cầu ma thuật đến từ Scout để có thể thì họ khai thác được thành công cái trụ một. Một lượng tiền lớn chảy vào túi của Fnatic, cộng với đó là một cái lần hút lửa của cơ sĩ áo vào tình huống tấn công vào khu vực giữa, đó chính là Scout đang bị tấn công rất nhiều. Anh ta có hai áo sai rồi và ta đã đầu tư luôn cả tốc biến. Bây giờ Clip mới là người gặp nguy hiểm, ngược trở lại và người tiếp cận đó chính là Fnatic. Mạng set down dành cho Scout và sau đó thì bên phía của DG sẽ có khả năng đẩy vào khu vực giữa. 2-2 về điểm hạ gục và chênh lệch về biệt về việc kiểm soát những cái quay lính. Thời gian di chuyển đến từ Flanger cho ít phút vừa qua là cực kỳ nhiều. Họ tấn công vào VG tung luôn tả xuống vũ đột ngược trở lại. VG đang cực kỳ thảm báo tốc biến đi, vẫn phải nằm xuống. Sau đó thì Clip có phải trả giá hay không? Câu trả lời là có, và Viper là người có được màn hạ gục. Đây là một con Yumi đơn độc và Scout có được màn thứ hai dành cho EDG trong pha giao tranh này. Bên phía của EDG thắng lợi hoàn toàn trong những thủ giao tranh gần đây, thậm chí là chưa dừng lại. Hôn gió chuẩn xác vào người của Edris, anh ta bị làm chậm khá nhiều. Còn tốc biến bắt buộc phải đầu tư tốc biến và lùi về thành công, nhưng vẫn là thua thiệt quá lớn cho bên phía của Fnatic. Chính xác là như vậy. Đây là một cái tình huống tạo tiền đề để có thể kiểm soát được cho mình đó con xí và đủ lượng sát thương, thì đó là thời điểm mà bên phía Fnatic sẽ rất khó để có công cụ cản được con Vladimir này. Tốc biến lên hôn gió và giữ chân luôn cả Edris. Anh ta chưa hồi lại tốc biến và đã phải nằm xuống. Người có mạng đó là JJ, nhưng cũng phải đổi mạng lại rất nhanh. Người tiếp cận đó là Silhu, tiến vào tấn công vào người của Scout, nhưng mà Scout được ngầm núi. Scout vẫn đang sống, hôn gió ngược trở lại. Meko là người chết thay, và sau đó thì bên phía của phần Blasphemous có thêm được một màn hạ gục. Nhưng bây giờ Renve đã bắt đầu tới, có tốc hành ép tốc biến của Clip. Renve sẽ làm gì đây? Anh ta không tìm kiếm được cơ sở tiếp cận thêm, nhưng đây vẫn là pha giao tranh mà bên phía phần Blasphemous tạm thời hài lòng về việc trao đổi màn hạ gục. Họ có được cho mình đó hai điểm hạ gục. Double kill dành cho Clip ở trong sẽ không có cơ hội tạo ra đột biến dành cho Renve. Anh ta sẽ lùi về khu vực giữa để có thể phòng ngự cùng với người đồng của mình. Những tình huống chạy dài, ôi tốc biến lên tả xuống vũ động, tiếp cận vào người của Eldritch. Anh ta nhảy về đường, sau đó thì Scout đến từ phía sau. Tốc biến của Eldritch né khỏi hôn gió của đối phương và Scout đang bị hất tung. Người bơi vào là Renway cực kỳ mạnh mẽ và có được mạng của Eldritch. Bên phía của DG đang tràn thẳng lên với tốc hành của Renway. Scout lao thẳng bằng hôn gió chuẩn xác trúng vào người vị trí của Clint. Đó là tình huống hôn gió mắt tầm và Clint cố gắng phi bóng. Anh ta lùi về được với khả năng hỗ trợ của Hang, nhưng con rồng tiếp theo của ván đấu có thể sẽ thuộc về bên phía của Edward Gaming. Vẫn luôn biết cách để có thể tạo đột biến đến từ bên phía của Scout với một tình huống dịch chuyển ra phía sau và tạo được những cái sức ép rất lớn nha. Bên cạnh đó là một cái sự chuẩn xác. Rồng đang được ăn đến từ các thành viên của EDG, người bị chân là Clip. Bây giờ thì Abyss đang cần phải cẩn trọng vì ta không có tốc biến trên người, còn đội hình của EDG thì có khả năng tràn vào rất mạnh. JJ đã bị cấu rỉa một lượng máu tương đối, Fenway cũng đang bị làm chậm bởi con rồng và bên phía của EDG đang đánh nhấp nhả con rồng đang thuộc về ai đây. Khe là người lao xuống, rồng thuộc về bên phía của EDG, đó là Fenway với khả năng giữ rồng dành cho đội hình của mình. Và bây giờ EDG đang tìm cách lùi về cho không hậu quay trở lại, đó là Fenway thả qua độc trúng hai người. Anh ta lặng hồi máu xuống né khỏi sát thương của đối phương, anh ta hồi máu ngược trở lại được. Phía bên này JJ bấm đồng hồ câu kéo nhưng có ngậm nút của Meko và JJ vẫn đang an toàn. Meko lùi về cùng với những đồng đội, nhưng Meko đang cực kỳ bắt buộc phải đầu tư tốc biến. Sau đó là Viper cover cho đội hình của mình bằng một cái E, nhưng bên phía của Vladimir vẫn đang tràn lên và có được mạng hạ gục của Vladimir. Và EDG bất người nhưng họ có rồng. Baron xem mục tiêu tấn công tiếp theo dành cho đội hình đến từ bên phía của Vladimir. Lượng máu của họ tôi tin rằng vẫn đủ nha, lượng năng lượng đến từ hang hơi thấp một chút xíu, nhưng đây xem tình huống cố gắng để có thể gìn giữ câu kéo nhắc nhã tấn công vào dây dứt điểm được đường của phía đối phương rồi. Đó là điểm hạ gục dành cho hang.
không còn rừng nữa. Cơ hội để có thể kiểm soát Baron bắt đầu được mở ra dành cho đội hình đến từ bên phía của FunPlus. Và con Baron này chắc chắn sẽ thuộc về bên phía của FunPlus với pha dứt. Nhưng đâu sẽ là cái đối tượng lựa chọn dành cho bên phía của DG để có thể tấn công đây. Đây là Ke. Ke bị bắt, Ke bị tấn công và Ke nằm xuống rất nhanh. Scarlet có được màn hàng gục. Chương cuối tung ra để có thể cover cho Silhu và Silhu vẫn lùi về thành công. Một bước ngoặt nhẹ dành cho bên phía của DG để có thể ngăn cản những tình huống tấn công của FunPlus Phoenix. Tạm thời thì thành công trong việc là giữ được những cái nhà lính. Không nào coi thường được. Rồi, cái lớp lăng của Ke không có đồng hồ nhưng mà anh ta có được cái đó dây chuyền kỹ thuật taxi. Và DG lao thẳng vào, tả xuống đột tung ra, nhắm vào một người. Người đó bấm đồng hồ, đó là Eris, anh ta vẫn đang sinh tồn. DG là người nằm xuống trước, sau đó thì Eris cũng đã phải nằm theo. Lick lao vào, cố gắng quẩy, anh ta có được Yumi trên lưng. Sau đó thì Silhu cũng đang cố gắng quẩy, anh ta cũng bấm đồng hồ. Hôn gió chuẩn xác đến từ vị trí của Scout. Đó là Hang đã phải nằm xuống. Và bên phía của DG đang trè thẳng lên, tìm kiếm Silhu. Silhu không thể nào quẩy thêm được nữa và anh ta sẽ phải nằm xuống. Anh ta đã phải nằm xuống. Đó là mạng sẽ đào dành cho Viper và con rồng, linh hồn rồng thuộc về bên phía của EDG. Một tình huống cố gắng được có thể gìn giữ đến từ bên phía của Eris. Liệu rằng có bất kỳ một pha cướp rồng nào dành cho Click hay không đây, anh ta không dám lao vào bởi vì lao vào chắc chắn sẽ là một cái điểm hạ gục. Sẽ thuộc về cho bên phía của EDG, chưa biết là anh ta có cướp được rồng. Để cho Fira của Sahu tiếp tục là phá hủy đi cho bên đó công trình khu vực dưới thì phải. Bởi vì cái tốc độ can thiệp vào khu vực hang Baron này là không đủ nhanh của bên sáng vừa rồi cũng gây được cái áp lực nhất định. Nhưng để coi cản được ai không đây. Họ đang thật sự muốn cản. Nhưng mà hiện tại Silhu đang không đẩy quá mạnh. Một cuộc hỗn lao vào với chương cuối và có được cái lốc xoáy. Tuy nhiên Clip đã mất đi giáp thiên thần. Bên phía của DG đánh ngược trở lại có dịch chuyển đến từ Silhu. Để làm gì khi mà hang đã phải nằm và double kill dành cho Blindray. Dù ngoại thủy vực lên tuyến trên hôn dấu quá chuẩn xác đến từ vị trí của Scout. Và EDG sẽ tấn công để có thể dứt điểm được Silhu. 1-4 là quá khó và Viper dứt điểm thành công được đường trên của đối phương. Bên phía của mình có một pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn. Pha thi đâu đó tôi không biết là cái thành viên đến từ bên phía. Chắn đợt lính khu vực đường dưới sẽ được dìu vào để lấy cái trụ ba khu vực dưới. Lít đem vòng ra phía sau. Và bên phía của Edward mình đánh thẳng vào tuyến trước của đối phương. Hôn gió chuẩn xác và Eris một lần nữa bị hủy diệt. Nỗ lực ở tuyến sau đến từ bên phía của FunPlus là không thành công khi mà họ không dứt điểm được ai cả. Chỉ có Blindway liên tục càn quét ở tuyến trước. Và một lần nữa Lít bị hôn trúng. Bên phía của Edward mình có được chiến thắng 2-1 trong trận đấu hôm nay. Linh hồn rồng nước giúp cho đội hình đến từ bên phía của DG họ xoay sở quá dễ dàng ở trong cái pha giao tranh vừa rồi. Mặc dù đội hình đến từ bên phía của FunPlus rất nỗ lực để có thể tạo ra đột biến với một tình huống di chuyển rất xa ra phía sau trong đội hình của phía đối phương, nhưng những nỗ lực đó là những cái nỗ lực cuối cùng dành cho Clip mà thôi, bởi vì cái dàn tuyến trước Eldos không được chơi game.